Nhà vườn chao chảo thân mến chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với kênh nhà vườn chao chảo nha. Thưa các bạn, hôm nay nhà vườn chao chảo xin chia sẻ với các bạn nội dung làm sao để vượt qua khủng hoảng khi bích thái giảm giá và cách bắt mít rất là phức tạp hiện nay. Các bạn biết đó, gần một tháng nay giá bích thái giảm liên tục, nhưng giá giảm này là do quỹ đạo lâu rồi, qua Tết làm bích thái giảm giá, bà con nông dân vẫn chấp nhận được. Cái lo lắng nhiều nhất của bà con nông dân là cách bắt mít, hay gọi là cách phân loại mít, không như ngày xưa nữa. Bây giờ mít nhất phải là gai điều nè, da xanh nè, múi to đỏ nè, trái tròn, đủ ký, không bể màu, thối cuống. Còn các loại mít loại 2 và loại 3 thì lấy cũng rất là khó nha. Nhìn chung là thương lái vô buồn mua mít, hiện nay chỉ còn phân ra hai loại duy nhất, đó là mít nhất và mít kem mà thôi. Ví dụ như mít nhất 19.000 một ký, nhưng kem thì chỉ ở 4 đến 5.000 mà thôi. Có vườn tâm sự rằng thương lái cắt 500 ký mít mà lựa ra không tới 3 trái mít nhất, còn bao nhiêu đưa xuống kem. Nhà vườn trồng mít bán không đủ chi phí tiền công, tiền phân thuốc và tất cả các tiền chi phí khác nữa. Đây là nỗi lo chung của bà con nông dân trồng mít hiện nay. Đâu đây mình có nghe mọi người bàn tán xôn xao là chắc đốn mít trồng cây khác quá. Bây giờ thì diện tích trồng mít Thái của Việt Nam đã tăng quá nhiều rồi. Mình xin lui về 15 năm trước, mít Thái chỉ trồng ở các tỉnh miền Tây với số ít mà thôi. Lúc này Trung Quốc chưa có biết và chưa có nhập khẩu mít Thái này. Bà con nông dân trồng cây mít Thái thay thế cây mít Viên Linh đã trồng trước đây. Cây mít Thái rất dễ trồng, ít công chăm sóc, trái to tròn và cho chất lượng cao, nên bà con nông dân rất thích trồng cây mít Thái. Sau đó diện tích trồng tăng lên, nội địa tiêu thụ không có hết, giá bán chỉ còn 3 đến 5 ngàn một ký mà thôi. Lúc này nhà vườn chao chảo còn ở Sài Gòn, đi ngang qua các ngã ba, ngã tư đường phố Sài Gòn, thấy bà con nông dân đổ một đống mít Thái chín cây ngồi gọt bán giá 7 đến 8 ngàn một ký các bạn. Nhưng thị trường lúc này chỉ ăn tươi thôi, không có chế biến và xuất khẩu gì hết. Nhà vườn trồng mít Thái giai đoạn này cực lắm, phải cắt trái mít từ 10 đến 20 ký trở lên trên chợ để bán, chứ không có thương lái nào đi vào vườn mua và cắt và chuyên chở cho mình hết. Một xe mít nhiều khi cắt lên trên chợ thì toàn là non không à. Vì lúc này nhà vườn chưa có kinh nghiệm và tay nghề để phân loại biết được rằng mít nào mít già, mít nào mít non. Lúc này ở quê nhà vườn chao chảo, người nông dân chán nản nên đốn hàng loạt cây mít Thái đang cho trái để thay thế vào đó là trồng cây mận An Phước. Vì lúc này mận An Phước đang có giá. Đây là cái điệp khúc trồng và chặt, nó liên tục. Và trong đầu người nông dân lúc này là trồng cây gì, nuôi con gì. Gần nhà vườn chao chảo có một cái bạn nông dân đốn 500 cây mít Thái đang cho trái. Thật là tội nghiệp, sau khi đốn xong thì 3 tháng sau, Trung Quốc phát hiện ra cái loại mít Thái này rất ngon và ồ ạt mua mít Thái. Lúc này mít Thái từ 5.000 một ký tăng lên 70.000 một ký. Các bạn có tin được không? Đây là sự thật đấy. Lúc này cách bắt mít, phân loại mít rất dễ. Bạn nông dân đã đốn 500 cây mít Thái ra vào ngẩn ngơ luôn đó các bạn. Và cũng gần đó có một cái chị nông dân, mình xin giấu tên nha. Chị có 500 cây mít cũng vừa cho trái, mít Thái á. Chị bình tĩnh hơn vì ngay lúc này chị phải nuôi hai đứa con học đại học vì cái gánh nặng kinh tế. Nên chị bàn với chồng là khoan hãy đốn mít để từ từ nghe ngóng và xem tình hình coi ra sao. Thì sau 3 tháng giá Trung Quốc ăn mít Thái giá mít từ 70.000 một ký. Chị đã bán được giá này trong suốt vài năm. Nay chị nuôi xong hai đứa con học đại học rồi, mua thêm 5 công đất để tăng diện tích mít Thái. Mình cũng nghe đồn là chị có gửi ngân hàng hơn 2 tỷ đồng đó. Đây là câu chuyện có thật ở quê mình nha các bạn. Trở về thời điểm cách đây 1 năm thôi, khi dịch Covid đang bùng phát, Trung Quốc cấm cửa khẩu
với Việt Nam khoảng một tháng, thì lúc đó mới thấy không ai mua và giá tiêu thụ nội địa rất là rẻ vì không có cái phương tiện vận chuyển. Mình thấy trên mạng cũng có nhiều bạn xách cưa đi cưa mít Thái và cưa trong sự hận thù và ghét bỏ cây mít Thái. Mình tiếc quá và mình có vài lời khuyên. Mình nói bình tĩnh đi, mọi việc đâu vào đó. Sau đó mít Thái tăng lên từ 3 đến 60 ngàn một ký. Mới đây thôi, chắc các bạn trồng mít các bạn có kinh nghiệm, có biết điều này mà. Mới qua Tết âm lịch vừa qua nè, mới đây thôi, mít Thái cũng dừng ở mức 30 đến 35 ngàn một ký đó các bạn. Thì thưa các bạn và bà con nông dân, tuy cái diện tích mít tăng, nhưng cây mít Thái là loại cây dễ chết nhanh. Hiện nay cái tỷ lệ mà nước thanh xì mũ, héo xanh thối gốc, chết rất nhiều trong các vườn mít Thái. Thì chúng ta cứ nghĩ đi, diện tích tăng thì sẽ có những cái cây khác chết để nó bù đắp vô cái số lượng mà những cây mới trồng khác. Để được một cái vườn mít Thái xanh cho trái sau 16 tháng thì mình đã từng trồng mít, mình biết bà con nông dân cũng đầu tư phân thuốc cây giống, công chăm sóc nhiều lắm. Nay giá và cách bắt mít hơi khác xưa, một khoảng một tháng mà bà con dao động đồi đốn mít chặt mít, bà con nông dân sẽ lẳng quẳng mãi với cái trong đầu với cái câu là trồng cây gì nuôi con gì. Và mình nói vui là trồng và chặt, trồng chặt, trồng chặt. Ngay lúc này bà con nông dân nên bình tĩnh vì thị trường tiêu thụ mít Thái vẫn còn tồn tại, thương lái vẫn vô vườn mua mít, container vẫn chắc mít lên và chở qua Trung Quốc mà, chứ nó không phải là một cái thị trường chết ngưng lại đâu các bạn. Nếu nhà nhập khẩu đưa tiêu chuẩn trái mít cao quá thì bà con nông dân nên làm những việc sau đây. Bà con nên chăm sóc cây mít nhiều hơn nữa, đặc biệt là để trái. Mỗi cây để vài trái thôi, để trái to tròn và đạt lỗi nhất. Lưu ý là nấm bệnh và sâu gây hại, bao trái và chăm sóc từng trái. Nên ghi một cái sổ nhật ký để theo dõi chăm sóc cái trái mít của mình. Bón phân nước cân đối, để cỏ để giảm bệnh cho cây mít. Những cây mít nào không chất lượng, èo uột, không tốt thì bà con cũng nên chặt loại bỏ khỏi vườn đi, để lại những cây đủ lực, đủ sức, chủ lực làm trái mà thôi. Tiễn trái phải có kỹ thuật, tránh méo mó, sơ đen và hột nhiều. Mình hy vọng cây mít Thái sẽ đi vào quỹ đạo của nó, phải chấp nhận thị trường chung vì nhà nhập khẩu càng ngày càng khó khăn, nên chúng ta phải đáp ứng điều kiện này. Đừng nản lòng vì chúng ta đã từng bán trái mít được giá cao, và phải không bà con nông dân và các bạn? Nếu ai đã từng trồng mít cách đây vài năm thì chúng ta đã từng bán giá cao mà. Bữa nay nó hơi lui sụt một chút hoặc nó hơi khó khăn một chút thì xin bà con đừng nản lòng nhé. Đây là mấy lời chia sẻ để cùng nhau động viên. Tôi cũng là người trồng mít, bà con và các bạn cũng là người trồng mít. Vì ngay lúc này là cái sự động viên này là rất là quý báu đó bà con và các bạn. Chúc bà con nông dân và các bạn vững tâm, nhiều sức khỏe và được mùa bội thu nhé. Tôi hy vọng cây mít Thái này vẫn là cây kinh tế chủ lực của bà con nông dân trồng mít ở Việt Nam. Nhớ đăng ký kênh, nhấn cho Nhà Vườn Trao Chảo một like, nhấn cái chuông để theo dõi những video kế tiếp. Nhà Vườn Trao Chảo rất vui khi làm video phục vụ các bạn. Trân trọng kính chào.